Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 22 tháng 10 năm 2021 Lê Đinh xin được gửi đến quý vị một thông báo mới từ EDD, Sở Thất nghiệp tiểu bang California. Trong thông báo này, Lê Đinh chỉ xin chia sẻ với quý vị hai nội dung chính có liên quan đến quý vị nhiều nhất, đó là trường hợp của những quý vị có các claims bị pending đã được EDD trả tiền theo chương trình Pay Now. Tạm dịch sang tiếng Việt là chương trình trả trước xét sau. Sau khi EDD trả số tiền này cho quý vị rồi, Bước tiếp theo EDD sẽ làm gì? Nội dung thứ hai là hướng dẫn của EDD đối với những quý vị vẫn còn tiền trong claim balance nhưng không thể tiếp tục nhận tiền sau ngày 4 tháng 9 năm 2021. Quý vị thân mến, nếu quý vị có các claims bị pending và đã được EDD trả tiền theo chương trình Pay Now, quý vị cần phải làm những bước gì tiếp theo sau khi nhận được số tiền này? EDD cho biết đã có hàng trăm ngàn người được trả tiền theo chương trình Pay Now. Đó là những quý vị có các claims bị pending. Nguyên nhân là do cách quý vị trả lời những câu hỏi trong lúc làm certify có phần nghi vấn, khiến IDD pending hồ sơ của quý vị lại để chờ phỏng vấn. Nhưng vì thời gian chờ đợi phỏng vấn quá lâu, IDD mới áp dụng chương trình Pay Now cho quý vị, tức là trả tiền cho quý vị trước cho những tuần lễ bị pending đó sau đó từ từ edd mới gọi điện thoại phỏng vấn quý vị do đó nếu quý vị đã có các claims bị pending và sau đó đã được edd trả tiền cho những claims này có thể số tiền quý vị nhận được là được trả theo chương trình pay now thông thường quý vị sẽ nhận được các tin nhắn hoặc email của edd báo cho quý vị biết rằng số tiền quý vị nhận được là được trả theo chương trình pay now và bước tiếp theo là edd sẽ gọi phỏng vấn quý vị nhưng điều này không có nghĩa là quý vị nào nhận được tiền từ chương trình pay now đều phải chờ phỏng vấn của edd bởi vì edd có nói trong thông báo này là đa số các claims không cần phải thông qua các cuộc phỏng vấn để quyết định về tính đủ điều kiện vì edd đã giải quyết xong các claims này rồi nhưng edd cũng nói rằng vẫn còn một số claims đang chờ đợi để được phỏng vấn. Và thời gian chờ đợi để được phỏng vấn có thể lên đến 26 tuần lễ. Vậy những trường hợp nào là những trường hợp cần phải được EDD phỏng vấn? Theo EDD, đó là những trường hợp mà EDD cần xác minh với quý vị và cả với người chủ của quý vị để tìm hiểu lý do tại sao quý vị nghỉ việc. Tức là nếu trong quá trình quý vị trả lời Certified, các câu trả lời của quý vị khiến EDD thấy rằng lý do quý vị nghỉ việc là không chính đáng và EDD cần phải xác minh lại với quý vị cũng như xác minh với lại người chủ nơi quý vị làm việc về lý do tại sao quý vị nghỉ việc. Đó là trường hợp thứ nhất mà EDD cần phải gọi quý vị phỏng vấn. Còn trường hợp thứ hai là những hồ sơ thất nghiệp mà khi EDD nhìn vào thì thấy tiền lương mà quý vị khai trong đơn không giống với số tiền lương đã được người chủ hãng hay là chủ nơi quý vị làm việc cung cấp cho EDD. Cũng theo thông báo này, EDD cho biết rằng trước khi EDD có một cuộc phỏng vấn chính thức với quý vị, quý vị sẽ nhận được điện thoại từ EDD. Cuộc điện thoại này cũng giống như một cuộc phỏng vấn bán chính thức. Nếu qua cuộc phỏng vấn bán chính thức này, EDD đã giải quyết xong những gút mắt trong hồ sơ của quý vị thì quý vị không cần phải thông qua cuộc điện thoại chính thức nữa vậy làm sao quý vị biết cuộc điện thoại nào là từ edd làm sao để quý vị phân biệt được đó là những cuộc điện thoại chính thức từ edd chứ không phải là từ những kẻ lừa đảo theo edd cho biết nếu đó chính xác là cuộc điện thoại được gọi từ edd quý vị sẽ thấy chữ st of ca IDD. Hoặc quý vị sẽ thấy Caller ID hiển thị trên màn hình của quý vị là số 800-300-5616. Các cuộc điện thoại từ IDD sẽ được gọi từ thứ hai đến thứ sáu và từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trường hợp quý vị lỡ không bắt điện thoại, chẳng hạn như quý vị không có ở nhà, hoặc là quý vị không bắt điện thoại vì quý vị sợ đây là những cuộc điện thoại lừa đảo, thì EDD sẽ làm gì? EDD cho biết nếu quý vị không trả lời điện thoại, các nhân viên sẽ để lại lời nhắn, cho biết họ sẽ gọi quý vị thêm một lần nữa trong vòng 24 tiếng. Nếu lần gọi thứ hai này, EDD vẫn không nói chuyện được với quý vị. EDD sẽ để lại thêm một lời nhắn nữa, kèm theo số điện thoại và một mã số xác minh, tức là một verification code. Mỗi quý vị sẽ có một số xác minh hoàn toàn khác nhau, cho nên khi quý vị gọi lại cho EDD theo số phone họ để lại trong lời nhắn và cung cấp cho EDD số xác minh của quý vị, EDD sẽ biết hồ sơ của quý vị là hồ sơ nào. Quý vị thân mến, tiếp theo, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị các hướng dẫn của EDD cho những hồ sơ còn tiền trong balance. Trong đoạn thông báo về các claims balance, EDD cho biết EDD tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi từ những quý vị nhận tiền thất nghiệp về số tiền còn lại trong claim balance mà quý vị thấy trong UI online của quý vị nhưng không thể truy cập các khoản tiền đó. Các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang đã đạt đủ các số tuần tối đa của những chương trình này nhưng chương trình đã bị chấm dứt trước khi những quý vị thất nghiệp nhận đủ số tiền tối đa của mình khi quý vị vẫn còn bị thất nghiệp. Luật của liên bang không cho phép các số tiền này được trả cho bất kỳ một tuần lễ nào sau khi các chương trình này chấm dứt. Mặc dù các claims vẫn còn tiền. Điều này có nghĩa là theo luật của liên bang, sau khi các chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang chấm dứt thì cho dù quý vị còn tiền trong claims của mình, quý vị vẫn không thể sử dụng hoặc là không thể certify để nhận các số tiền đó được nữa. Sau đó, EDD cũng đưa ra một ví dụ để giải thích. Ví dụ đó là một người thất nghiệp bắt đầu được nhận tiền của chương trình FedEx từ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Chương trình FedEx đúng ra kéo dài 13 tuần lễ, nhưng chương trình FedEx chỉ được gia hạn đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2021. Do đó, cho dù người thất nghiệp này đủ điều kiện để nhận 13 tuần lễ của chương trình FedEx, nhưng vì người này được chuyển qua chương trình FedEx quá trễ, chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi là đã hết chương trình FedEx. Do đó, người này chỉ được nhận một tuần lễ của chương trình FedEx. Mặc dù tiền trong claims của chương trình FedEx của người này còn rất nhiều, tương ứng đến 12 tuần lễ nữa. Quý vị thân mến, sau đây lê đinh xin được tóm lại những điểm đáng ghi nhớ trong video ngày hôm nay thứ nhất edd đã và đang trả tiền theo chương trình pay now cho các claims bị pending thứ hai nếu quý vị được nhận tiền từ chương trình pay now quý vị cần phải chờ phỏng vấn từ edd để edd có thể quyết định xem quý vị đủ điều kiện để nhận số tiền đó hay không thứ ba thời gian chờ đợi để được phỏng vấn có thể kéo dài lên đến 26 tuần lễ, tức là khoảng 6 tháng rưỡi. Thứ tư, cũng có nhiều trường hợp EDD sẽ không gọi phỏng vấn quý vị bởi vì EDD đã tự giải quyết được những gút mắt trong hồ sơ của quý vị rồi. Thứ năm, EDD sẽ gọi phỏng vấn các claims nào mà EDD thấy cần có sự xác minh từ hai phía. Thứ nhất là từ người thất nghiệp, thứ hai là từ người chủ hãng để tìm hiểu nguyên do tại sao người này bị thất nghiệp. Thứ sáu, EDD cũng sẽ gọi phỏng vấn những hồ sơ mà người thất nghiệp báo tiền lương không khớp với người chủ hãng. Thứ bảy, trước khi EDD có một cuộc phỏng vấn chính thức với quý vị, EDD sẽ gọi điện thoại để xác minh với quý vị trước. Thứ tám, khi EDD gọi, quý vị sẽ thấy có chữ hiển thị trên phone của quý vị là ST of -c -a -e -d, d hoặc là số 800-300-5616. Thứ 9. Nếu quý vị không bắt phone, EDD sẽ để lại lời nhắn với quý vị, cho biết họ sẽ gọi lại quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nếu EDD gọi lần thứ hai mà cũng không gặp được quý vị, EDD sẽ để lại thêm một lời nhắn nữa kèm theo một số điện thoại và một mã số xác minh Quý vị hãy gọi lại cho EDD theo số điện thoại và mã số xác minh được EDD cung cấp để nói chuyện với nhân viên của EDD về hồ sơ của quý vị. Và cuối cùng là điểm ghi nhớ thứ 10, là nếu hồ sơ thất nghiệp của quý vị vẫn còn tiền trong balance, nhưng quý vị không thể truy cập vào các số tiền đó là do theo luật của liên bang. Khi các chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang đã chấm dứt, quý vị không thể được trả thêm tiền từ các chương trình này nữa, mặc dù claim balance của quý vị vẫn còn tiền. Quý vị thân mến, đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị về tiền thất nghiệp của tiểu bang California trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trong thời gian sắp tới, Lê Đinh sẽ gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác với nhiều chủ đề khác nhau. Cho nên, nếu như đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lady Vlogs USA, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lady có video mới. Và quý vị chỉ cần nhấn nút subscribe và nút chuông một lần duy nhất mà thôi. Lê Đinh xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.